Xin chào mọi người. Tôi là Hiếu View. Hôm nay tôi sẽ đưa bạn đi khám phá một nơi khá đặc biệt. Đó chính là hang quan tài ở quận Bình Ba, thành phố An Xan, tỉnh Quý Châu. Có 560 chiếc quan tài bên trong và trong mỗi chiếc quan tài này đều có một người nằm ở đó. Bạn đã canh gác ở đây được bao nhiêu năm rồi? Đã 5 năm rồi. Cái hố này bao nhiêu tuổi? Cái hố này đã hơn 1.000 năm tuổi. Ôi, tôi thực sự không dám đến một nơi như thế này. Bạn có sợ hãi ở đây không? Sợ chứ, ôi. tôi sẽ không làm phiền họ chứ. Tôi thấy lạnh hết người, đừng chạm vào thứ gì, tôi sẽ cố gắng. Tôi đến mà không cần thắp nhang sao. Nếu tôi đến và đưa bạn vào thì sẽ ổn thôi. Có cả gương nữa. Ôi, tôi không dám. Ồ được rồi. Ở đây, những nhóm quan tài riêng được đặt ở một chỗ riêng biệt này anh có thể chuyển chiếc quan tài này được không hãy phơi nó dưới ánh mặt trời nhìn hình dáng chiếc này giống như một chiếc thuyền. Nếu xếp hết thuyền này đến thuyền khác, liệu có còn lỗ không? Cái này không có nắp. Bạn đã từng đến đó chưa? Có xương trong cái này và cái này. Có cái nào không? Tôi đã dẫm phải cái này. Vâng, vâng, ôi ôi, xin lỗi. À, ha 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 ha. Đây cũng là một chiếc quan tài. Đến đây, có một người nằm ở một đầu quan tài. Có rất nhiều người đến gặp tôi. Họ ở khắp mọi nơi, có rất nhiều lính Đài Loan ở đây. Vâng, người Đài Loan rất tôn trọng điều đó. Mọi người đều quỳ xuống. Quỳ xuống đi, quân Đài Loan tôi đợi một lát, sao không lại trước khi rời đi. Này, đừng sợ, đừng sợ, chỉ cần nghe lệnh của tôi và bạn sẽ ổn thôi. Anh ấy, anh bạn, anh ấy không thể di chuyển vào ban đêm. Đừng lo, tôi vẫn chưa hiểu, thôi nào, thôi nào. Hãy nhìn cái hiện đại này, đây là cặp quan tài hiện đại. Những người đó thuộc triều đại nào? Nhà đường, nhà đường, họ từ thời nhà đường. Nhà đường giai đoạn 1. Số lượng cụ thể là 500. Vậy tại sao không hỏa táng những quan tài này? Tìm kiếm hỏa táng. Bạn có hút mẩu thuốc lá không? Chỉ cần một mẩu thuốc là có thể bốc cháy ngay lập tức. Hãy nhìn hòn đá này, tất cả đều dám, cháy dám. Nó đã từng bị bốc cháy một lần do mẩu thuốc lá. May mắn được dập tắt kịp thời. Hóa ra người đó chưa bao giờ được hỏa táng. Nó được đặt trực tiếp vào quan tài. Ồ, oh, không hỏa táng à. Đây là cuốn album của người chết tên là Coffin. Bạn đã bao giờ mở chiếc quan tài này chưa? Bạn đã mở nó chưa? Tôi không dám động vào bất cứ gì, nhưng nếu bạn muốn xem tôi có thể mở. Ôi không không, đừng mở. Đây có phải là lần đầu tiên bạn vượt quá mục tiêu của mình? Vâng, cho tôi cái tát này. Vậy tại sao lại có một chiếc gương ở đây? để tôi kể cho bạn nghe về chiếc gương này tôi thật may mắn khi có một cánh cửa tốt có một tấm gương treo trên cửa chúng ta đều có cái này và cái gương này đón chào quý nhân và ngăn cản kẻ xấu tôi hiểu những ông nội đó đến từ triều đại nào đây là một kỷ nguyên mới mới hãy nhìn những thứ này bây giờ đây là lần cuối cùng đến mỗi chiếc quan tài đã bị hở mà chứa xương ở đây có một người có một người nằm trong mỗi quan tài Hãy nhìn đống người đang ngủ ở đây mà không cần dùng não. À, bên này có nhiều nhất, nhìn. À, bạn đã ở đây được 5 năm, 5 năm rồi. Bầu trời xanh thật yên tĩnh. Em ơi hãy đi ngủ nhanh nhé. Ngủ và thức dậy với tinh thần tốt. Tối nay mấy giờ bạn sẽ ở đây? Đợi cho đến khi. Sau 12 giờ, sau 12 giờ. Ôi, tôi muốn về nhà. trong năm năm qua không có chuyện gì lạ xảy ra sao đây là loại nước gì hãy nhìn xem nhìn này nó trông ổn đấy ừ trông ổn đấy lau sạch nó đi ưa nhìn ưa nhìn nhìn ở góc này có ba chiếc quan tài ở trên đó. Còn nhiều ở trên nữa. Đây, đây, màu trắng, đây là một mảnh giấy. Ở Đài Loan bây giờ là mấy giờ? Hóa ra đây là một kho báu. Nhìn kia bảo kỳ, tôi đã tìm thấy kẻ trộm hoa. Thật dễ dàng để tìm thấy kho báu sau khi họ rời đi. Có một kho báu ở đây, kho báu. Bạn thấy đấy, người ta đã lấy trộm hoa của bạn. Ăn trộm một cái nhé. Đi thôi, được, được. Otto Stone, có người không tốt với Blue Dawn, anh có thể nhờ Stone tôn thờ anh ta được không? Chúng ta có tin vào những người búp bê xanh không? Hãy hỏi Stone, một số trẻ thậm chí không thể vào đại học. Hiểu rồi. Bạn bao nhiêu tuổi? Tôi 67 tuổi. Quan tài này để đây, trời mưa sẽ bị ướt, nắng lại khô. Chụp ảnh bằng điện thoại của bạn. Anh ấy không dám, anh ấy không dám lên. Ha ha ha. Tôi không dám. Anh ấy không dám ha 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 ha. Anh ta là người hùng mạnh nhất trong gia đình lưu của chúng tôi. Người hùng mạnh nhất chính là kẻ độc ác nhất trong họ lưu. Anh ta có để đanh 50 đến 60 người. Lên núi săn hổ, hai búa và hai búa giết chết một con hổ. Giết một con hổ. Có thể nhổ cả một cây thông. Đúng vậy, hai búa sẽ giết được một con hổ. Anh ấy chết rồi, anh ấy chết rồi, anh ấy ở đây trước cổng một người tuyệt vời. Anh ta là một người đàn ông rất mạnh mẽ. Anh ta đã chết. Tại sao người đàn ông đó lại chiếm giữ thùng chứa? Đừng lo lắng, ông già có thể chiếm giữ cửa thùng. Chiếc quan tài này bao nhiêu tuổi? Đã như vậy hàng trăm ngàn năm. Bởi vì Azen thậm chí còn không vào nhà phải không? Mọi người hãy xem nó rất độc đáo. Đây không phải là một cái cây. Đây là một chiếc quan tài. Đó là chiếc thời nhà Đường. Đây là loại tàu. Để tôi xem nó ở đâu. Ồ ở đâu? Ồ, đó không phải là đồ chơi phải không ông nội? Xương người đó có phải là đồ chơi không? Đây thực sự là xương người. À, đó là xương người. Ôi, tôi đã tận mắt chứng kiến. À, những xương này bao nhiêu tuổi? Quy hoạch tổng thể, anh ấy đến từ nhà đường, Ianai. Ôi, tôi thực sự không để ý tới nó. Không tìm thấy nó. Cái này nữa. Mọi người nhìn này. nhìn vậy thì tại sao bạn không đặt nó niêm phong nó lại nó đã mục nát theo thời gian nó đã mục nát và biến thành bùn nó đã biến thành bùn nên đã đến lúc phải bước đi ông ơi những quan tài này rách nát hết rồi ừ ồ nhỏ quá ông ơi cái này thi thể còn đó không quan tài nhỏ này cái này quá nhỏ. Có phải là một đứa trẻ, một đứa trẻ không? Guo Ba cũng là một đứa trẻ. Ồ, quan tài lớn là người lớn. Cái nhỏ hơn là một đứa trẻ, vâng. Ông ơi, đây đều là trẻ em. Những đứa trẻ này, những con búp bê trong lớp. Những con búp bê lớn đó đều ổn. đây là bằng cấp học thuật từ thời nhà đường phải không cảm ơn tại sao nó không bị phân hủy sau hàng ngàn năm đây là gỗ anh ấy có không khí trong lành không khí ở đây rất tốt thoáng khí nếu bạn muốn đặt nó ở nhà, giống như trong một ngôi nhà bình thường, nó sẽ bị hủy hoại. Đúng vậy, đúng vậy. Nó nên được đặt ở nơi có gió bình thường. Tất cả những nơi đã được làm việc chăm chỉ đều không tốt, tất cả đều thối rữa. Hãy nhìn những thứ này. Này, sợi dây không tệ đâu. Sợi dây này là vẻ đẹp của thời nhà đường. Ừ, lạ quá. Ngay cả những sợi dây thời nhà đường cũng không mục nát. Rồi bạn sẽ không sợ hãi khi ở đây vào ban đêm. Chúng ta thường không sợ. Tôi chỉ sợ bạn sợ chứ tôi không sợ. Chiếc diều bạn mang hôm qua có phải là để xua đuổi tà ma khi bị lật ngược không? Ừ, ừm, tỷ lệ nghịch đảo rất tiện lợi. Ồ, để xua đuổi tà ma. Biến hình như vũ khí, như vũ khí. Ồ, ồ, vậy. Không phải là dùng cái đó, không dùng cái kia, thế đấy, ha. Cái hố đó đầy những người vì bệnh tật. Bạn đã vượt qua độ cao chưa? Đây đều là những người vì bệnh tật. Cắt nửa đầu cao cấp dễ lây lan. Bệnh truyền nhiễm rất dễ lây lan. Bạn không thể ở bên những người này, bạn không thể ở bên những người mắc bệnh truyền nhiễm. Tôi hiểu rằng anh trai tôi, giống như một bệnh viện, đã lây nhiễm bệnh nhân trong vài năm qua. Không phải người mắc bệnh truyền nhiễm mấy năm liền như vậy đâu, vâng, tất cả đều mang họ Lưu, tất cả những họ khác ở đây đều không được chấp nhận. Không có họ khác, không có họ Lưu. Họ của bạn cũng là Lưu. Có phải họ của bạn là Lưu? Những người này đều là người nhà của bạn. Nếu họ là người nhà của bạn thì bạn đừng sợ. Bạn bạn nói chuyện không hay lắm có phải một số người sợ thế giới ngầm này đây cũng là quan tài ông nội phải không chân người dẫm lên cũng là quan tài đây là xương người ô có rất nhiều. À, một nửa cái chân. Một nửa. Ồ. Bộ xương này chắc phải hàng nghìn năm tuổi nhỉ. Đi xuống. Tôi không nhận ra vừa rồi mình đã dẫm phải một cục xương. Ôi, tôi xin lỗi. Có ai đứng sau bạn không? bảo tôi đi ngủ đi thức dậy đi ha ha nhà vua cũng có tất nhìn kìa nhìn vào quần áo ha 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 ha, ha đừng cười chỉ cần cười là tôi sợ bạn